Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chủ trì hội thảo đề án một số cơ chế chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý và thu hút trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá đề án được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn đào tạo đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố trong thời gian qua và thực trạng hiện nay, Tuy nhiên, hạn chế của đề án là giải pháp về cơ chế chính sách chuyên về đào tạo kiến thức, chưa tập trung về kỹ năng, chưa đề xuất được việc đánh giá người trưởng thành từ thực tiễn, chưa có những giải pháp đột phá để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo thu hút người tài của thành phố trong thời gian qua. Từ thực tiễn của thành phố, các chuyên gia kiến nghị thành phố nên nới rộng thời gian thực hiện của đề án sau năm 2030, cần đánh giá rõ hơn về kết quả thu hút nguồn nhân lực thời gian qua để đề ra chính sách ưu đãi phù hợp. Các chính sách của thành phố cần nhắc quán, xuyên suốt, xác định đúng người tài năng, phát huy đúng chỗ để giữ cho người tài. Thành phố hiện nay đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đề án nên chú trọng đến đối tượng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phường, xây dựng được cơ chế sàng lọc sau thu hút người tài để có hướng sử dụng phù hợp.